mọi người. Nè, Kelly đi đẹp trai nhưng chưa có bồ đơn nết. mình kiểu bung máu ra nhưng mà không bung được hết. Cảm ơn Kelly đẹp trai không có bồ đơn nết cho mình nha. Ôi, từ từ, nó bị lag, từ từ. Em nào, Kelly đẹp trai nhưng chưa có bồ là ai nào? Ui, Nem cho em chơi với. Em không thấy tên luôn, Nem là không có tên luôn á. À, kia rồi, hay lắm. Một cục. Mọi người thấy nhạc hay không? Không cái đi anh ấy, không cao cũng được đấy. Bật nhạc tộc, bật nhạc tộc ca đúng không người? Dạo này của mình cũng hơi nghiện bài tộc ca của anh Độ rồi mọi người. Nó kiểu hay kiểu gì? Nó hay. Bài hả? Em nói anh đó. Anh biết mà, cảm ơn em nha. Tiêu tài Ê đợ. Ui, gì mẹ chưa gì chạy ngang qua nó bắn vô đầu rồi. Rồi, tuyết sao rồi. Ui, má nó bắn đau cực kỳ luôn. Đau thế ai chơi hả bạn ê? Từ từ bạn ê. Sắp lên Nopakachi, Kelly bờ giờ lấy giờ. Chậm lại rồi. Ôi. Ê. Ui. Bên kia nó bắn hai thằng. Cứu được bạn ê. Muội ê, cứu được. Đứa gái đây. Từ từ, đứa con gái, từ từ. Ôi, nó nằm này, nó gạ tem áp mình này. Bài khác đi anh á, bài này hay mà mọi người. Mình thấy bài này hay mà. Mình nghiện bài này rồi. Mình nghiện bài này rồi. Ui. Hay lắm. Nopakachi. Muội chết lộn cổ luôn. Thế này. Đưa bông keo đỡ không? Đưa máu đây. Mua cho ta một. Tao không đủ tiền để mua bông keo rồi. Quang, mua tao bông keo đi. Được. Mua 3 quả. Nhanh đi. Ok mọi người ạ, bây giờ Kelly đẹp trai bây giờ sẽ lên nóc sửa. Được rồi, Kelly ngu xuẩn sẽ lên nóc sửa. Kelly nóc sửa. Rồi mày toàn nghe mình tưởng thằng bớt nó chết rồi mọi người. Mình tưởng bớt nó chết rồi. Ra đây này. Kelly. Cho em chơi với á. Anh đủ slot rồi nha em. Anh đủ slot rồi nha. Mẹ. Đủ slot rồi. Bật bài. Tập ca. Tập ca này à. Đây mình bật nha. Đây để nhạc hơi to lên xíu nha. Không biết có bị bản quyền không? Ơ nhưng mà kênh này của mình bị tắt kiếm tiền rồi. Nên không quan trọng bản quyền đâu mọi người ạ. Kênh livestream của mình bị tắt kiếm tiền rồi.
chết đi. Đặt bóng kia nữa, nó đặt bóng kia đẩy đẩy mình kìa. Đặt bóng kia đẩy đẩy mình kìa. Nó đặt bóng kia đẩy đẩy. Được đâu. Đi lê không được đâu. Chết đi, chết đi. Nó đưa máu cho nhau kìa. Nó đưa máu cho nhau kìa mọi người. Đưa máu cho nhau kìa. Lên phá. Chết đi. Ê hê. Nó kẹt à. Nó kẹt kẹt đầu mình này. Để từng máu, từng tí máu thôi đã. Yếu rồi. Nó thua chắc rồi, thắng rồi. Thôi. Mình thắng rồi mọi người ạ. Mình thắng rồi. Kelly chơi bẩn, Kelly chiến thuật, Kelly ta tích. Kelly ta tích đó. Ok. Kelly ta tích. Ngày ngủ đêm bay kiếm được vài chục nghìn ăn. Úi. Ai tạo cốt tâm đi á. Thôi mình không tạo đâu. Mình kiểu mình không biết bình luận đâu mọi người ạ. Mình không biết bình luận đâu. Thì ông spam nào. 2 phút hơn đi á. Đây 2 phút hơn đây. Đúng lúc bài đấy gần mình. À. Đấy là tổng ca, còn nhạc này là 2 phút hơn nha mọi người. 2 phút hơn. Sao lên. 2 quả thôi này. Trong quả đi. À 4 2 3 bụng. Hình như em đã yêu anh rồi. Ơ à, nhầm. Không, con mẹ đó. Nhầm rồi. Ừ, hát sai lời rồi. Ai. Con sai rồi thôi, cố lên, cố lên. Nấm cái chị. Nấm cái chị, Kelly vào rượu. Rồi. Sao? Quang ơi, cứu em. Em biết cần mẻ mày. Ui. Không kịp làm gì luôn. Không kịp lên đây móc lốp nó luôn. Tèo 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 tèo. Bạc phận Gemix. Bài này là bài bạc phận Gemix. Được rồi. Thôi, không nghe nữa. Người yêu người dại hả? Bài này có ai hay đấy mọi người. Bài này cũng được đấy. Từ. Có phải người quan trọng nhất rồi. Ui. Ok ok. Đâu rồi. Ui. Cố lên. Hai, cố lên nào. Cố lên nào. Ê, cố lên. Này dạ. Nhạc to lên tao ghê hả? Nhạc này to rồi mà. Nhạc này to rồi mà mọi người. Double kill. Phim nào mình sẽ hát nha mọi người. Nhưng mà xíu nữa mình mới hát cơ. Bây giờ cứ chơi trước đã. Sao tại anh lại ít view vậy ạ? À? Mẹ 13k view ít gì? 13k view là ít gì? Nhưng mà kiểu này so với buổi sáng thì ít rồi mọi người. Buổi sáng thì mình like 20k view cơ. It's